Kiều Xuân giúp trắng da, mờ nám, ổn định nội tiết, kéo dài tuổi xuân. Kính chào quý vị, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Sống Vui. Thưa quý vị và các bạn, ở các cụ ta ngày xưa có câu nói rằng trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già. Câu nói này không phải là không có lý đâu ạ. Bởi vì đối với chị em đã bước qua ngưỡng tuổi 30 thì đã bắt đầu có những cái dấu hiệu lão hóa, đặc biệt là trên làn da, ví dụ như là sạm nám này, khô da, tàn nhang vân vân. Vậy thì làm thế nào để chúng ta khắc phục cái tình trạng này, giúp cho chị em phụ nữ tự tin hơn, lấy lại tuổi thanh xuân cũng như là sức khỏe của mình? Với câu hỏi này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thạc sĩ, bác sĩ, chuyên gia Trương Thị Minh Hương đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào chuyên gia. Chào MC, chào quý vị khán giả. Và thưa quý vị, trước khi đến với những chia sẻ tới từ chuyên gia Trương Thị Minh Hương, mời quý vị hãy theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi. Tình trạng da khô, nhiều nếp nhăn, da tối màu, sạm nám là do sự giảm sút lượng collagen, da giảm độ ẩm trong khi lượng hắc sắc tố melanin tăng lên quá nhiều và tập trung lại. Biểu hiện của nám dễ thấy nhất đó chính là những khu vực tối màu có kích thước không giống nhau, dàn trải lên trên mặt da, thường thấy ở má và trán. Nám được chia thành 3 loại chính như sau. Nám mảng là nám mà chân nám nằm ở ngay lớp biểu bì trên mặt da. Loại nám này có màu hơi nhạt, khu vực thường thấy là gò má và trán. Nám sâu, loại nám này thường xuất hiện theo từng nốt, chân nám nằm sâu dưới da, xuất phát từ tầng hạ bì. Hay gặp tình trạng nám này ở chị em đang chuyển sang thời kỳ mãn kinh. Nám hỗn hợp là loại kết hợp của hai nám trên, thường tối màu, loang lổ và khó khăn trong việc điều trị. Theo các thống kê, chị em độ tuổi từ 28 đến 30 có tới 15% số người có dấu hiệu kiểu nám nhẹ qua tuổi 30 thì tỷ lệ này tăng lên tới 40%. Điều trị nám thực hiện càng sớm càng tốt, nếu để lâu, việc điều trị không còn đơn giản nữa. Và để loại bỏ nám thì việc điều trị nám cần điều trị từ gốc, loại bỏ nguyên nhân sâu xa gây ra nám. Các phương pháp điều trị trực tiếp trên da chỉ mang tính chất hỗ trợ. Thưa chuyên gia Trương Thị Minh Hương, có thể thấy rằng là ở lứa tuổi từ 30 trở đi thì nhan sắc của chị em phụ nữ xuống cấp rất là nhanh, xuất hiện nhiều hiện tượng như là nám da này, khô da và nhiều nếp nhăn nữa. Vậy thì theo chuyên gia đâu là nguyên nhân của tình trạng này ạ? Nguyên nhân gây nám da, sạm da thì chúng ta phải kể đến đầu tiên đó là những cái yếu tố bên trong. Yếu tố bên trong ấy thì nó chiếm 30% chị em là do di truyền. Cái nguyên nhân thứ hai đó là cái sự thay đổi nội tiết do rối loạn kinh nguyệt. Do chị em ở cái tuổi tiền mãn kinh, những cái phụ nữ sau sinh. Một cái nguyên nhân nữa từ cái yếu tố bên trong đó là stress, rồi căng thẳng và mệt mỏi. Ngoài ra thì theo thời gian, cái tuổi tác nó cũng làm cho estrogen thuyên giảm. Khi mà estrogen thuyên giảm thì nó cũng gây kích thích tăng sinh cái hắc tố melanin làm cho nám da và sạm da. Đấy là những cái yếu tố từ bên trong. Còn bên ngoài, đầu tiên chúng ta phải kể đến đó là cái tia UV của ánh nắng mặt trời và cái màn hình ở máy tính. Một cái nguyên nhân nữa mà chúng ta phải kể đến đó là cái thói quen sinh hoạt vệ sinh không lành mạnh. Một cái nguyên nhân nữa đó là cái hiện tượng lạm dụng thuốc thì nó cũng có cái tác động có độc cho cơ thể. Những cái chất độc trong cơ thể đấy nó cũng gây ra hiện tượng nám da và sạm da. Một cái nguyên nhân bên ngoài nữa mà chúng ta phải kể đến đó là cái sử dụng cái mỹ phẩm kém chất lượng. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới việc là chị em phụ nữ từ 30 tuổi trở lên thì bắt đầu có những cái hiện tượng xuống cấp về nhan sắc. Vậy thì với những phụ nữ như thế thì chúng ta làm thế nào để có thể cải thiện cái tình trạng của mình? Và nếu như với những chị em mà may mắn hơn ở lứa tuổi 30 hoặc hơn rồi nhưng mà chưa có dấu hiệu nám da, nhăn da rồi là tàn nhang vân vân thì chúng ta làm thế nào để ngăn ngừa nó ạ, thưa chuyên gia? Để ngừa cái hiện tượng nám và tàn nhang thì ở những cái phụ nữ sau tuổi 30 chúng ta nên tăng cường những cái nội tiết tố nữ bằng cái viên uống có cái estrogen 100. Ngoài ra nó còn có một số những cái nội tiết tố khác như là DHEA có từ củ từ, củ mài đắng, rồi cao củ sắn dây. Ngoài ra chúng ta còn có thêm những cái chất chống oxy hóa như là cái gamma oxyranol, rồi glutathione, rồi curcumin, rồi collagen. Và chúng ta nên bổ sung thêm những cái chăm sóc da ở bên ngoài như là chúng ta sử dụng cái serum hay là cái kem dưỡng vì nó được chiết xuất bằng những cái thảo dược thiên nhiên. Thế rồi ngoài ra
chúng ta có thể ngừa nám bằng cách là thường xuyên sử dụng cái kem chống nắng khi đi ra ngoài, và chúng ta sử dụng cái nón mũ rộng vành, rồi đeo khẩu trang, rồi dùng kính râm, rồi mặc những cái quần áo dài để che chắn. Với những phương pháp mà chuyên gia vừa nhắc tới thì tôi nghĩ rằng là cũng đã nhiều chị em phụ nữ ý thức được là phải bảo vệ da của mình dưới những cái tác hại ở bên ngoài. Thế còn ở bên trong thì rất là vui mừng khi mà vừa rồi chuyên gia có nhắc tới một giải pháp có chứa cái thành phần là Estro G100 trong việc là điều trị cũng như là ngăn ngừa những hiện tượng lão hóa da, khô da, nám da, tàn nhang vân vân. Thì chuyên gia có thể chia sẻ cho chị em phụ nữ biết rõ hơn là cách sử dụng như thế nào để đạt được cái hiệu quả tối ưu ạ. Hay chúng ta phải hiểu là cái Estro G100 nó là một cái estrogen thảo dược mà nó được bào chế từ ba cái dược liệu quý của Hàn Quốc. Đó là đương quy, đó là tục đoạn, đó là cách sơn tiêu. Và cái tính hiệu quả của nó thì đã được khoa học chứng minh là gì? Cái hiệu quả của nó gấp 3 lần so với isoflavone hoặc là cái estrogen của cái thảo dược khác. Thì nó cải thiện cái tình trạng do thiếu hụt cái estrogen. Nó cải thiện được 11 trên 13 triệu chứng như là nóng bừng này, như là đổ mồ hôi này, như là lo âu này, như là bồn chồn này, như là đau khớp này, rồi mất ngủ, rồi đau đầu này, rồi giảm ham muốn tình dục này, rồi khô âm đạo này. Rồi cái hiệu quả tiếp theo nữa đó là cải thiện cái mật độ xương. Nó làm cho giảm cái sự loãng xương. Một cái hiệu quả nữa mà chúng ta có thể kể đến, nó duy trì được cái chu kỳ kinh nguyệt đều và gọn. Cái tính an toàn của cái Estro G100 cũng đã được lịch sử công nhận và khoa học chứng minh. Thứ nhất là gì? Nó đã được sử dụng hơn 400 năm ở Hàn Quốc và Trung Quốc. Nó như là một cái phương thuốc dân gian và đã được cấp phép là thực phẩm an toàn của FDA Hoa Kỳ và của Bộ Y tế Canada chứng nhận. Trong những cái nghiên cứu thực tế trên lâm sàng, những người mà dùng Estro G100 thì người ta đã chứng minh được rằng cái Estro G100 nó không làm tăng cái khối lượng của tử cung, không làm chảy máu âm đạo và cũng không làm tăng cái trọng lượng của cơ thể. Rồi cái tính an toàn nữa đó là gì? Nó không làm cho bị ung thư vú, thậm chí nó còn làm ngăn cản những cái tế bào ung thư và cũng không gây độc với gan. Và cách sử dụng thì chúng ta dùng 2 viên một ngày và chúng ta dùng từ 1 đến 3 tháng thì đã thấy có hiệu quả. Dùng từ 3 cho đến 6 tháng thì hiệu quả rất là rõ rệt. Mà như tôi vừa nói trên ấy, thì chúng ta nên kết hợp với lại cả cái kem bôi và kem dưỡng. Chúng ta dùng cái serum vì nó cũng được chiết xuất từ những cái thảo dược thiên nhiên như là Nano Bright, như là Idavera hoặc là cái tinh chất hoa hồng. Rất là an toàn và hiệu quả, làm cho cái làn da của chúng ta trắng sáng mịn màng. Để phòng ngừa những cái triệu chứng của những cái dấu hiệu tiền mãn kinh và miễn mãn kinh thì chúng ta nên sử dụng sớm cái Estro G100. Nếu có điều kiện thì chúng ta nên sử dụng từ ngay sau 30 tuổi. Sản phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kiều Xuân chứa Estro G100 giúp trắng da, cải thiện nám, giảm lão hóa da, giúp làm đẹp và trẻ hóa cho phụ nữ. Nhờ chứa Estro G100 là estrogen thảo dược an toàn, hiệu quả bậc nhất đã được khoa học chứng minh. Kiều Xuân Estro G100 không những giúp da trắng sáng, căng mịn, cải thiện hiệu quả nám, giảm lão hóa da mà còn rất tốt cho phụ nữ bị suy giảm nội tiết, phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh. Để tăng hiệu quả làm đẹp, trẻ hóa, hãy kết hợp trong uống viên Kiều Xuân Estro G100 ngoài bôi tinh chất và kem dưỡng da Kiều Xuân. Kiều Xuân tăng cường nội tiết, sáng da, mờ nám, kéo dài tuổi xuân. Từ khi biết đến và sử dụng bộ sản phẩm chứa Estro G100 cùng với serum và kem bôi cùng tên thì tình trạng nám da, da khô nhăn của tôi đã được cải thiện đáng kể. Trước đây thì da tôi bị nám rất là rộng hai bên má, da thì khô ráp, rất là nhiều nếp nhăn ở vùng mắt và khóe miệng. Nhưng mà hiện tại thì những vết nám đã mờ hẳn đi, hầu như là không còn nhìn thấy nữa. Da thì căng mướt, các nếp nhăn cũng giảm hẳn. Ai gặp tôi cũng khen là dạo này tươi tắn và trẻ đẹp hơn trước rất là nhiều. Không những thế, chồng tôi cũng rất là vui vì vợ mình nữ tính và hấp dẫn hơn hẳn trước đây. Hy vọng rằng là những lời khuyên hữu ích tới từ chuyên gia Trương Thị Minh Hương đã khiến cho chị em chúng ta vui mừng hơn bởi vì tìm được một bí quyết để gìn giữ cũng như là lấy lại vẻ thanh xuân của mình, đúng không ạ? Tới đây thì chương trình của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Nếu như còn có thắc mắc thì hãy gọi điện tới tổng đài của chúng tôi số 1800 55 8889 hoặc số hotline 0896
0243 509 509. Ngoài ra, chị em cũng có thể gửi câu hỏi của mình về hòm thư sốngkhoeacong.bacsitivan.vn. Chi tiết hãy tham khảo tại website bacsitivan.vn. Một lần nữa, xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt quý vị. Kiều Xuân giúp trắng da, mờ nám, ổn định nội tiết, kéo dài tuổi xuân. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.